Xin kính chào quý vị các bạn. Hôm nay Shop Bóng Audio tiếp tục về thêm một cặp loa nguyên thùng xốp. Lần này là cặp Tannoy, lần trước là cặp BMW kép CDM7NT, thì lần này là cặp Tannoy. Tannoy và BMW kép và JBL thì luôn là một trong những cái thương hiệu và một trong những cái sản phẩm mà Shop Bóng Audio luôn luôn có hàng. Tannoy, BMW kép và JBL thì đó là ba cái thương hiệu loa mà đặc trưng của shop em. Hôm nay em tiếp tục giới thiệu đến với anh em cặp loa Tannoy D500 nguyên thùng xốp xịn chứ không phải thùng xốp làm mới nha anh em nhé. Tại sao em nói vậy? Bởi vì hiện nay ấy, thì cũng có rất nhiều các cái món đồ nó từ năm 197 mấy rồi, nhưng trên thị trường vẫn rất nhiều thùng xốp. Anh em lưu ý là đó có những thùng xốp zin, chúng ta phải nhìn thùng xốp zin nó sẽ có sự theo thời gian còn có những cái thùng xốp mới thì là để anh em làm thêm để cho nó cái món đồ nó thêm đẹp để chúng ta chơi, chúng ta sưu tầm thì nó thêm phần ý nghĩa thôi, chứ còn thực ra là cái thùng những người ta nhìn cái thùng thì thực ra nó cũng không giải quyết được vấn đề gì nhiều lắm. Quan trọng là chất loa đẹp, quan trọng là hàng chuẩn, đúng không ạ? Cặp Tannoy D500 này nó còn có thùng xốp cho nên là nó còn rất là đẹp, đúng không ạ? Mà xin mời anh em cùng khám phá nhé. Thực ra là em bán rất nhiều Tannoy rồi, đặc biệt là D500 thì em cũng đã bán rất là nhiều, nhưng hiếm gặp những cặp có thùng như này. Mà cho dù nó là những cặp loa đời thế hệ mới đấy, năm 9 mấy đến bây giờ thì nó cũng gọi là khá là mới so với những cái âm ly, cũng như những cái đôi loa từ năm 7 mấy mà chúng ta có thấy thùng xốp mới tinh thì Tannoy D500 còn nguyên chân đó. Bên trên này là xốp đây, xốp. Ok, bây giờ em sẽ nhấc em nó ra khỏi thùng nhá, rất đẹp luôn. Tannoy D500 thì bình thường đấy, cái giá thôi, em cái bóc ra đã xong rồi em sẽ lấy giá để chúng ta cùng biết. Tannoy D500 Rusugut, đúng không? Chúng ta có thể thấy hôm nay là cặp Rusugut do còn nguyên thùng nên chúng ta có thể nhìn thấy về phần dưới chân của nó. Đây em sẽ quay gần lại cho chúng ta xem phần dưới chân đế hầu như là vẫn còn rất mới, chưa xước. Chúng ta có thể nhìn thấy rằng là một cái cặp loa dùng nhiều mà ít nhìn dưới đế loa, đúng không ạ? Lần này thì còn rất đẹp, thậm chí là những cái mút đây nó vẫn còn nguyên này. Thường thì những dòng loa Tannoy hay là BMW kép thì sẽ có những cái mút để bịt những cái lỗ này, những cái cặp loa mới thì cặp này vẫn còn nguyên luôn. Bây giờ em sẽ nhấc nó ra. Cặp này mới quá các bác ơi. Em sẽ bỏ ngay cái căng ra để chúng ta cùng xem nhá. Cặp này phải nói là quá là mới luôn. Đúng là không hổ danh là thùng xốp, đúng không ạ? Các cái góc cạnh nét nền nẹt, rất nét, rất đẹp luôn. Tannoy D500. Thường ấy thì những cái cặp Rusugut này giá thì dao động từ khoảng độ 48 đến 49 triệu đồng. Nhưng cái cặp này do nó còn thùng xốp thì thực sự là sau em nó mua nhập cao hơn, cho nên là em cũng xin phép là cái giá bán của nó sẽ nhỉnh hơn một chút, thì cái này thì anh em thông cảm. Nhưng anh em nào sưu tầm những cái món hàng nó ít, nó hiếm thì cái giá nó sẽ bị đội hơn một chút. Đấy là một số cái lưu ý. Cặp này thì bình thường ấy thì là giá là
khoảng 48 49 triệu, thì hôm nay cái cặp này là giá là 50 triệu anh em nhé, giá là 50 triệu đồng. Ta nói D500 Rosewood nguyên thùng xốp 50 triệu đồng ạ. Đấy, bóc lốp bên này ra để chúng ta cùng xem nhá. Nói chung là hàng bọn em, shop em ấy thì luôn báo giá đến với người tiêu dùng là cái mức giá chuẩn, để chúng ta khỏi phải mất thời gian hỏi han hay là báo cái khoản giá là mình, bởi vì là em luôn báo giá chuẩn, chả có vấn đề gì phải giấu giếm cả. Cho nên là anh em cứ tham khảo thoải mái, không bao giờ là giấu giá với anh em là gì ạ. Hàng bao zin bao chuẩn, tình trạng thì em cam kết là báo chuẩn luôn tình trạng cho anh em, để anh em chúng ta khỏi phải mất công. Những em nào đã giao dịch rồi hay là đã mua hàng của shop em rồi thì chắc chắn là biết cái cách làm của em. À, cặp này thì trùng seri luôn, em lưu ý nhá, cặp này mới đẹp trùng seri. Ta nói D500 Rosewood nguyên thùng xốp, giá là 50 triệu đồng, 50 triệu đồng. Giá bình thường thì là từ khoảng 48 49 triệu thì cặp này nó nhỉnh hơn một chút anh em nhé. Anh em thông cảm giúp em. Chúng ta có thể thấy là những cái mút xốp zin của nó ấy, thì những cái hạt xốp của nó khá là to. Nó không như những cái xốp đời mới, bây giờ anh em làm lại thùng thì làm lại cái vỏ xốp thì cái hạt xốp nó rất là nhỏ, nó chắc. Đây là chia sẻ của một bác chuyên về xốp đã chia sẻ với em như vậy. Trên đây là cặp loa Tannoy D500 Rosewood, còn có nguyên thùng xốp. Anh em nào có nhu cầu thì có thể liên hệ với em Bá Hùng để sở hữu cho mình cái cặp loa đẹp xuất sắc này, trùng seri luôn, hàng rất đẹp. Đó, Tannoy D500 thì là một trong những cái cặp loa mà được anh em tìm kiếm cũng như là mong muốn sở hữu rất là nhiều, bởi vì nó có một cái mức giá thành rất là hợp lý và cái chất âm của nó mang lại cũng rất là tuyệt vời, và đặc biệt là nó chơi được đa dạng. Tuy là Tannoy nhưng có thể chơi được rất nhiều các cái dòng nhạc, và đặc biệt nữa là không phải kén nâng ly. Còn thêm một cái điều đặc biệt nữa, tại sao lại nhiều điều đặc biệt vậy, không phải là em nói quá đâu, nhưng những anh em nào đã chơi thì sẽ biết Tannoy luôn đặc biệt, ngay cả về chất âm cũng như là về khi chúng ta chơi thành khoản rất là dễ, không như những cái dòng khác mà giá trị của nó là giá trị thấp. Đó, em đã khui thùng xong cặp loa Tannoy D500 Rosewood, giá là 50 triệu đồng. 50 triệu đồng anh em nhé, giá 50 triệu đồng, hàng đẹp xuất sắc luôn. Anh em nào có nhu cầu thì hãy liên hệ với em Bá Hùng để sở hữu cho mình cặp loa Tannoy D500 mà nó cũng khá hiếm này. Theo số điện thoại là đây, 0978 263 263. Em xin cảm ơn anh em.